Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái meta mới anh em nhé. Clip đầu tiên ở trên kênh Game Today về meta mới. Và rất nhiều anh em hóng cái meta mới, cái clip ở trên kênh, nhưng mà đến hôm nay tôi mới ra được. Lý do tại làm sao mà ra chậm trễ đến như thế thì có thể là các anh em biết rồi. Đấy, còn các anh em chưa biết thì tôi cũng xin chia sẻ với anh em là thường ấy thì một tuần tôi thường chơi game vào thứ bảy hoặc là chủ nhật, hoặc là cả hai. Đấy, tùy vào cái thời gian tôi rảnh rỗi. Đấy, thì chỉ có cái thời gian khoảng cuối tuần đấy là tôi có thể ngồi tôi sản xuất clip được thôi. Đấy, chứ còn trong tuần là tôi rất bận. Thường cái clip ở trên kênh của tôi ấy là nó không phải là sản xuất ngày nào là up lên ngày đấy anh em nhé. Hai ngày nghỉ cuối tuần ấy tôi sẽ dành thời gian để tôi làm và tôi sản xuất cả tuần luôn. Đấy, tôi sản xuất cho cả một tuần sau, là gần như là không cần phải chơi trong tuần đấy nữa, và vẫn có clip để cho anh em xem. Thì cái bản update vừa qua ấy, nó ở giữa tuần anh em hiểu không? Thế nên là tôi chưa có thời gian tôi làm. Đấy, phải đợi cuối tuần tôi mới có thể bắt tay vào làm clip mới được nhá. Rồi. Úi giời ơi, ngon. Chơi bắn trưởng rồi. Ok. Mà không có blink. Không có blink hơi lởm. Không có blink hơi lởm. Round này tôi nghĩ là cần phải up cấp lên anh em ạ. À, đợi một round nữa nhỉ. Đợi một round nữa thì chúng ta sẽ chưa có chuỗi luôn. Thực ra những cái con tướng ở dưới này ấy, là những cái con tướng mà chúng ta cũng cần. Tôi cũng đang phân vân. Cái con gấu có thể là round sau up cấp với vứt vào. Ok, ui, gặp thằng Eco này. Được quá nhỉ. Đúng cái round đang phân vân. Không muốn bán bài đi để up cấp đâu. Cái round vừa rồi ấy. Đấy, cái, meta mới thì tôi cũng đọc qua rồi. Đây cũng là cái trận đầu tiên mà tôi chơi thôi. Tôi cũng đọc qua thì thấy là cũng có khá nhiều thay đổi. Nhất là cái bộ Hunter và bộ Aegis Seed. Tôi thấy là có vẻ như là cái bộ Aegis Seed nó đang khá là mạnh đấy. Anh em ạ, không biết là anh em có thấy thế không. Đấy, nhưng mà tôi có theo dõi nhá. Có theo dõi cả cái cúp tầm của mấy cái anh bạn của tôi chơi ấy. Thì tôi thấy là cúp tầm ấy, trong cúp tầm cái bộ Ngũ Long Hóa Hình và cái bộ Assassin Witcher nó vẫn đang là top nha anh em nhá. Nó vẫn đang là top tier. Đấy, tier thì chắc là vẫn là tier S thôi. Chứ còn sau update thì hai cái bộ đấy nó vẫn chưa thay đổi. Tuy nhiên là hai cái bộ đấy nó, cái việc xây dựng nó khó. Nó không dễ như là những cái bộ khác. Khó chơi thì nói chung là nó mạnh thì là cũng đúng rồi. Đó là đánh đổi thôi anh em ạ. Anh em có thể chấp nhận là có khả năng là bị top 8 cao để anh em được top 1. Đấy. Tôi thấy vào rank bây giờ là có rất nhiều ông là eco trắng luôn ấy. Xong rồi chơi cái bộ đấy. Chơi bộ Ngũ Long Hóa Hình ấy. Hoặc là bộ Assassin Witcher ấy. Eco trắng xong đủ tiền là dí lên 10. Đủ bộ cái là ngon đúng không? Đấy, nhưng mà đấy chỉ là ngon trong những cái trận đấu ấy. Mà có một mình ông được eco thôi. Chứ còn cái trận đấu mà có người phá thì cũng chưa biết là có ngon hay không đâu. Lên 10 là một cái chặng đường khá là dài mà không giữ máu được thì là rất là sợ. Có thể ra đi bất cứ lúc nào trong cái quá trình mà lên 10 anh em nhá. Đấy, hai cái bộ đấy thực ra nó là cái đánh đổi. Khi mà chúng ta chọn một cái bộ siêu late game, một cái line up mà không có line up nào địch nổi vào giai đoạn late game, thì chúng ta phải chấp nhận là cái giai đoạn giữa game chúng ta bị ăn hành, không địch nổi ai. không đấm được ai luôn mà. Giữa game là yếu lắm. Đấy, trừ khi là anh em xây dựng chuẩn chỉ cái bộ Ngũ Long thì vẫn còn có cơ hội là đấm được mọi người. Khi mà anh em đá qua cái bộ bộ bắn trưởng nha anh em nhá. Đấy, tôi là như thế. Tôi thường là tôi sẽ form qua cái bộ 5 rồng 9m hoặc là 5 rồng mét trước. Đấy, xong rồi chúng ta chuyển sau. Lên game chuyển sang sau. Đấy, nó là một cái cách xây dựng đội hình khoa học và hợp lý để anh em có thể giữ được máu giai đoạn đầu game anh em nhá. Đến cuối game mới chuyển sang thôi. Mấy cái con mech thì tôi không mua nha anh em nhá. Đội hình này bây giờ nó tương đối mạnh rồi, giữ được máu anh em ạ. Đấy, mech cho vào là yếu ngay. Ở đây có 2 metalit mạnh hơn. Chính lý do đấy nên tôi không mua con mèo và tôi không mua thêm cái con Skybreaker làm gì cả. Lý do nữa là khi mà chúng ta lên level 7 ấy, thì tôi sẽ kẹp rồng luôn nếu mà có rồng. Đấy, mà nếu mà ra gấu ấy, nổ gấu mết ấy, thì là tôi sẽ phải kẹp hai gấu nữa. Nên là cũng không có cái slot cho mấy cái con kia đâu. Còn hiện tại để slot như này là mạnh rồi anh em nhá. Để 20 metalit vào tương đối mạnh giai đoạn đầu game. Kèm theo đấy là kẹp thêm 3 mét nữa. Con phong vũ đầu game này rất khỏe. Nó chỉ cần được tung trưởng thôi là nó có thể gây được một lượng dam rất lớn giai đoạn đầu. Ui thì chết rồi. Úi lồng này, nhưng mà thằng này yếu, không sao.
không sao. Rồi. Đấy, tôi có chuỗi rồi này. Đấy, nổ gấu luôn này. Gấu Saman à? Saman. Ba rồng rồi này. Lên kẹp với con gấu này vào không? Gấu ơi, lên 7 mới kẹp vào. Như này đi. Có tham không nhỉ? Tham mất bố chuỗi. Không anh em ạ. Như này đi. Không tham, không tham, không tham anh em nhá. Tham mất chuỗi đấy. Mục tiêu là giữ chuỗi này cơ. Đây rồi. Ăn nổi không? Khó. Trông có vẻ khó. Thay kẹp với cả 3 Exit anh em ạ. Khỏe ạ. Cái bọn Exit đó đứng tăng cơ trâu á. Máu tôi bé. Mất chuỗi rồi. Rồng à. Ra rồng rồi thì chắc là thôi giải tán mấy con gấu thôi nhỉ. Lốt một round. Lốt round anh em ạ. Round sau thì tôi sẽ bỏ gấu ấy thôi. Hay là câu con gấu mết không? Bây giờ đằng nào mất chuỗi rồi câu tí gấu mết đâu nhỉ. Mà có điều là nếu mà để như này thì nó sẽ không giữ được nhiều máu. Mất máu. Cái trò này ấy, bản chất của nó là cái trò thủ thành anh em ạ. Ai mà nhiều máu nhất người đấy sẽ giành chiến thắng. Đấy. Cái người mà top 1 bản chất của nó là gì? Là cái người mà còn máu sau cái quá trình những cái round đấu trải qua mà họ có thể sống sót được. Cái người top 1 là cái người mà có khả năng sinh tồn giỏi nhất. Đấy, cái người giữ máu giỏi nhất. Thế nên là bản chất là chúng ta đánh theo kiểu giữ máu thì nó vẫn ok hơn. Vẫn ok hơn anh em ạ. Có máu ấy là chúng ta sẽ có thể có khả năng là chúng ta chuyển được dạng late game. Nên không có máu thường là chúng ta sẽ chỉ cố định một đội hình rồi thôi. Khó chuyển lắm. Nhiều khi là mạo hiểm chuyển một cái là bay màu ngay. Đấy. Nhiều khi là có những cái trận đấu mà chuyển nhưng mà không chắc được là có ăn được hay không ấy. Là chúng ta phải thử nữa. Thử một vài round nữa. Đó. Thế nên là rất là nguy hiểm nếu mà chúng ta còn có quá ít máu. Ở đây tôi không nói những cái trường hợp cao thủ nhá. Các anh em cao thủ các anh em biết là phải chuyển sang cái gì. Và biết chuyển như nào để nó hợp lý nhất. Chuyển sang một phát là ăn được đối thủ ngay. Đấy, không phải thử nghiệm thì cái đấy không nói. Đấy, còn một vài anh em mà có thể là nói là cũng chưa đến tầm cao thủ nhưng mà cũng là biết chơi rồi ấy. Thì anh em cũng cần phải có một vài round để trải nghiệm để xem là có ăn được đối thủ hay không. Đấy, hay còn một vài đội hình mà nó mới quá, gặp đối thủ đội hình mới quá cũng không biết được là đối thủ tầm nào. Đấy. Thì vẫn phải thử nghiệm thôi. Nói tóm lại là gì, có máu thì mới thử nghiệm được. Ui thoải to đấy nhở. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Đấy, yếu rồi này. Đội hình khéo quá nhở. Ra con Heaven Bomber sớm nhưng mà nó lại yếu anh em ạ. Đội hình nó lại không mạnh. Còn lên bây giờ bán đi xong Eco không? Tầm này ăn được ai không nhở? Ở đây là ra con đắt lét này. Thực ra tôi vẫn nghĩ là tôi có thể ăn được. Tôi có thể ăn được một vài người. Nếu mà cái rau nào cũng như cái rau vừa lấy là toàn cái lời đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng chỉ trường hợp cá biệt là gặp cái thằng mạnh quá. Ui lại gặp thằng này mạnh thế. Hỏng rồi. 6 Exit luôn mà. Vãi đái ạ. Chịu. Mà gặp sớm á, không cắt được chuỗi rồi. Có nùn luôn. Velomaster này. Velomaster à, ra sớm à. Velomaster ra sớm á, chơi Goblin không? Tôi nghĩ là không, không lên. Goblin tôi sẽ dành ra mấy clip khác. Hôm nay tôi muốn test cái bộ rồng. Bởi vì làm sao có một cái món đồ mới ấy. Đấy chính là cái gậy xanh. Nó có khả năng là tăng cái khả năng bắn trưởng lên cấp cao hơn. Đấy, cấp sao cao hơn. Thì nói thật với anh em là từ khi đọc update ấy là tôi đã muốn là test thử cái bộ này rồi.
rất là muốn test thử để xem là liệu rằng một cái bộ bắn trưởng khi mà dồn đồ cho một con rớt 2 sao cầm gậy xanh, tức là nó ứng với một con rớt 3 sao thì nó giật nó đau cái cỡ như nào. Đấy, thì cái đấy nó đã là vào trong tâm trí của cái một cái người chơi như tôi, một cái người gọi là hệ đam mê bắn trưởng anh em nhá. Đấy, anh em xem lâu rồi từ những cái ngày đầu tiên là anh em biết ngay. Một người chơi mà rất là thích chơi bắn trưởng. Đấy, chứ còn tôi cũng không hay chơi mấy cái bộ đánh tay đâu. Nói về mấy cái bộ đánh tay thì anh em thấy là tôi đánh thì nó cũng hay đúng không? Cũng thông thạo, nhưng mà thực ra nó lại không phải là cái bộ mà tôi đam mê. Đấy, tôi không chơi mấy. Tôi ở trong rank ấy mà tôi chơi leo rank là tôi toàn chơi bắn trưởng thôi. Đấy anh em, từ cái bộ 9m này, rồi gót mét này, rồi 5 rồng 9m, 5 rồng 6m. Đấy, 5 rồng Ego Seed. Rồi chuyển qua kể cả là cái bộ ngũ long hóa hình thì nó đa phần nó cũng vẫn là bắn trưởng. Chuyển sang cả đấy, hay dựng xây dựng từ đầu game, tôi cũng rất ít khi lấy đồ đánh tay. Anh em cứ để ý mà xem. Đấy, đó là cái phong cách chơi rồi. Đầu game dù có thắng hay thua, đấy, rất ít khi là chơi lấy đồ đánh tay, trừ khi là ra ba con Hunter sớm hoặc là con Assassin mà nó nổ 2 sao sớm thì tôi mới chơi. Đấy, còn lúc đầu kể cả là Assassin nhá, hay là Greater, hay là bất cứ một cái đội hình gì, tôi cũng toàn lấy đồ bắn trưởng đầu tiên. Sau đó nếu mà nó ra bài kiểu khác ấy, thì tôi mới rèn lại thôi, tôi rèn lại đồ thôi. Đấy, bây giờ cái con game này update nó cũng hay ở cái chỗ là bây giờ chúng ta có thể chọn sai lên văn minh, chúng ta vẫn có thể chọn lại bằng cách là chúng ta rèn lại đồ. Nó rất là hay. Đấy, hay là như cái bộ cách chơi bộ ngũ long hóa hình cũng thế. Chúng ta rèn lại toàn bộ đồ sang đồ đánh tay sau khi mà chúng ta đã form được về ngũ long hóa hình. Còn trước đấy chúng ta để là đồ bắn trưởng cơ mà, đúng không? Cái trận này nói chung là hơi toang ở đấy anh em ạ. Máu bây giờ còn có 68 máu này. Toang thật sự luôn. Hảo à, khởi đầu là không được tốt đẹp lắm nha anh em nhỉ. Heaven Bomber không gánh được. Heaven Bomber 2 sao nhưng mà không có Berlin anh em ạ. Đấy, cái chết nữa ở cái chỗ đấy. Ngày trước ấy, trước update nhá, nó có một cái hay này là tôi khi mà tôi chơi bắn trưởng ấy là tôi sẽ rèn bằng được cái Berlin. Đấy, nhưng mà ở sau update này này thì cái meta nó thay đổi ở cái lấy đồ ấy. Nên là bây giờ lấy cái Berlin nó khó lắm. Bây giờ rèn 2 lần mà không ra được cái Berlin thì là toang rồi, đúng không? Đấy thôi thì nếu mà là không ra Berlin thì tôi buộc tôi phải lấy cái đồ mà nó tăng mana thôi. Chứ còn bây giờ tôi rèn cái đồ tăng mana đi mà nó không ra cái Berlin thì sao, đúng không? Rồi ra già này. Cái quan trọng đấy là nó phải bắn được trưởng. Chơi bắn trưởng mà không bắn được trưởng thì toang rồi. Ok. Ra này. Level 7. Có nên cho 6m vào luôn không nhỉ? 6m này. Ok. Chưa mạnh lắm đâu anh em ạ. Cái hàng phía trên ấy nó bị mỏng quá. Ít ra con orc nó phải lên được 2 sao rồi chúng ta mới có khả năng là bắt đầu giữ được máu. Còn thế này tôi nghĩ là vẫn có thể là sẽ mất nhiều máu đấy. Vẫn có thể sẽ mất nhiều máu đấy anh em ạ. Ui, Greater dí vào góc. Hỏng rồi. Ui rồi ôi, nó úp lồng toàn bộ đội hình luôn ạ. Thế gặp đúng thằng Greater mới đen chứ. Lại còn level 5 chứ. Anh em thấy có điều không? Nó level 5 nó ăn được tôi. Vì tôi dồn vào góc đấy anh em ạ. Thunder 2 sao. Ok. Thôi, lại bỏ ra giữa đó. Ra cái round vừa rồi là nó bị đen ấy anh em ạ. Bỏ vào góc thì nó gặp Greater, chứ còn bộ này ấy, bây giờ để góc nó lại ngon anh em ạ. Thôi tôi để vào góc đây. Để vào góc mới giữ được máu. Cái bộ này chỉ khi nào mà có đủ 5 rồng ấy thì chúng ta mới lên tản đội hình ra thôi. Tôi nghĩ là vẫn cứ lên để vào góc. Để vào góc thì cái con già ấy, nó mới đẩy hết được anh em ạ. Nó đẩy theo hàng chéo mà. Đấy. Đấy, để như này. Đẩy, anh em thấy chưa? Con Thunder là vẫn có thể xoay quạt được, phát huy được hiệu quả của nó. Mà con già ấy, thì nó cũng đẩy được khá nhiều. Đây rồi, 5 rồng đủ rồi. Tuy nhiên là bây giờ cho con rồng vào thì chúng ta có thể chúng ta sẽ 3 rồng. Được chưa? Lên 8. 3 rồng vào.
Hay thôi, đánh ở 7 đó. Từ từ tiết kiệm tiền tí nhỉ. 5 rồng luôn. Tiết kiệm tiền tí anh em ạ. Để ra giữa đi. Có 5 rồng rồi để ra giữa anh em nhé. 5 rồng rồi. Lên 8 thì kẹp được thêm human vào. Kiếm tí sách. Đúng không? Cũng được. Ở trận này là có con rớt đấy. Nên là tí nữa nếu mà chúng ta kiếm một cái gậy xanh cho rớt thì nó phải thực sự nó phải rất là tuyệt vời luôn. Rớt 2. Rớt 1 thì giật như rớt 2 mà rớt 2 thì giật như rớt 3. Qua đã. Rồi bắt đầu giữ được máu ở đây anh em ạ. Ok. Grim này. Con Grim này mua sớm thì cũng chưa có giải quyết được nhiều vấn đề lắm. Thực ra con Grim nó mua sớm ấy thì cũng chưa cho được vào đâu anh em ạ. Round sau nó sẽ là 6m. 6m thì lên 9 nó kẹp thêm con Zerso vào thôi. Tạm thời kẹp Zerso đã. Sáu mét 5 rồng đánh ở level 9. Đấy, đội hình chuẩn là nó form như thế. Có 9m này. Ui tôi không kịp tung trưởng à. Mà vẫn ăn cơ. Lạ thật, điêu thật đấy. Vẫn ăn được luôn. Đúng là sức mạnh của 5 rồng. Sức mạnh của 5 rồng khá là ok. Ok luôn, có sách luôn. May thế cái quả đấy con flame nó nhấc tay lên. May mà nó không tù trưởng. Rồng này. Mà trận này có Insectoid thì phải anh em ạ. Tôi nhìn thấy là có người có vẻ như là đang giống như là chơi Insectoid mèo. Cái bộ 5 rồng này nó khá là sợ Insectoid anh em nhá. Gặp Insectoid thì một round ấy nó sẽ bị đẩy đi nó khoảng giờ đấy khoảng 20 máu. Đấy là ít đấy. Còn nhiều ấy thì cơ khoảng 40-50 máu. Anh em chơi rồng mết anh em hết sức cẩn thận nếu mà thấy có nhà Insectoid nhá. Có phải là cái nhà kia nó chơi Insectoid nó counter tôi không nhỉ? Trông có vẻ hơi giống là như thế. Nhưng mà không sao anh em ạ. Trận này chúng ta vẫn có đường lui nhá, vẫn chơi như bình thường thôi. Chơi rồng mết bình thường. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có đường lui thôi. Ok. Rồi cứ lấy cái đồ bắn trưởng đi. Cái tầm này cứ lấy đồ bắn trưởng hết thôi anh em ạ. Lấy cái ưu thế đầu game. Đội hình đang chơi là cái gì ấy, thì lấy cái đồ như thế đã anh em nhá. Bao giờ chuyển rồi tính sau. Bây giờ thì chúng ta vẫn cứ lấy cái đồ bắn trưởng, nó là ngon nhất rồi. Ok. Rồi lên 9 thôi anh em ạ. Hiện tại chúng ta form đội hình khá là chuẩn. Ở tại cái level này là được rồi. Round 21. Sau này ra những cái con tướng mết mạnh hơn thì tôi sẽ thay. Trận này thì khả năng là sẽ lên được 11 đấy. Tôi sẽ tích sách từ bây giờ anh em nhé. Tích sách từ bây giờ. Lên 11 thôi. 12 thì chắc là không rồi. Chắc chắn là không chứ không phải là chắc là không. Nhá, chắc chắn là không luôn. Trên này có Insectoid tôi phải chuyển sớm nên là tôi không có ấy đâu. Assassin nữa này. Tầm này thua. Không thắng cáo 2 chịu đâu. Cáo 2 rồi anh em ạ. Trận này khả năng sẽ gặp Assassin Witcher. Nhưng mà cái bộ rồng mết ấy, nếu mà anh em lên được level 11 thì anh em không sợ Assassin Witcher đâu. Nếu mà anh em có đủ 5 rồng 9 mét thì cái bộ đấy nó không phải là cái gì đáng sợ. Assassin Witcher ấy,
nếu mà gặp 5 dòng 9 mét ấy thì là kèo dưới. Đấy mà Assassin Witcher gặp cái bộ Assassin Kira thì nó lại kèo trên cái bộ Assassin Kira. Nhưng mà cái bộ Assassin Kira ấy mà gặp cái bộ 5 dòng 9 mét thì nó lại là kèo trên anh em ạ. Ba cái bộ mà xếp với nhau thành cái tam giác khắc chế. Đấy. Nó giống như là trò chơi Oản Tù Tì thôi, kéo đấm lá nhá anh em nhá. Nó giống hệt là như thế luôn. Cái bộ này nếu mà chúng ta thấy Assassin Assassin Witcher ấy thì đánh vô tư. Còn ngược lại ấy, nếu mà đang chơi Assassin Witcher ấy mà tự nhiên gặp bộ 5 dòng 9 mét thì xoay sang là Assassin Kira thì lại đánh ngon. Rất là ok. À còn một cái này nữa, tôi quên mất, tôi chưa nói. Tôi cũng muốn chia sẻ với anh em cái nhận định này, cái nhận định của tôi về cái meta mới này. Mặc dù ấy là cái bộ 5 dòng mét này này nó có cái món đồ mới khá là mạnh, đấy là cái gậy xanh đúng không? Nó sẽ khiến cho là cái con tướng của chúng ta tăng thêm một cấp bắn trưởng. Tuy nhiên là nếu mà xét về mặt late game ấy thì đúng là nó rất là mạnh đúng không? Nhưng mà để được cái món đồ cam đấy thì cái bộ mét này nó sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ. Đấy là hy sinh những cái đồ tím. Chúng ta sẽ không lấy được những cái món đồ chấn của cái bộ này ở trong cái giải đồ tím. Đấy nó gồm có cái xích này, rồi cái gậy bão. Đấy hay là cái RO. Hầu hết nó đều ở cái món đồ tím. Thì chúng ta sẽ phải bỏ qua những cái món đồ tím nếu mà chúng ta muốn lấy cái trượng xanh. Đấy nhưng mà cái trượng xanh mà lấy thì có liệu rằng có đủ để đánh đổi cái món đồ tím không, để lấy cái đấy không? Cái này tôi sẽ chơi nhiều để tôi đưa ra cái nhận định của tôi. Anh em nhá, anh em hãy đợi. Cái bộ này chắc chắn là tôi sẽ chơi nhiều. Bởi vì đây là cái bộ thông thạo của tôi chơi leo rank là tôi toàn chơi cái bộ này thôi. Đấy. Nên tôi sẽ test cho anh em xem là cái kiểu chơi mới là chúng ta thay vì chúng ta lấy đồ tím thì chúng ta lấy cái đồ cam, và chúng ta lấy cái gậy hack và lấy cái trượng xanh. Thì nó có mạnh không? Liệu rằng chọn đồ cam có phải là một cái sự lựa chọn thông minh không? Thì tôi sẽ test cho anh em, sau đó tôi sẽ đưa ra những cái nhận định của tôi nha anh em nhé. Bởi vì bây giờ tôi cũng chưa chơi, tôi cũng chưa biết được mà. Nó cần phải có khoảng chục trận anh em ạ. Chứ còn trận đầu tiên vập vào ấy mà chơi luôn ấy thì cũng chưa biết được đâu. Đấy, cứ phải từ từ đó. Còn theo tôi nhận định là như này. Tôi cũng xin chia sẻ một cái nhận định đầu tiên về cái meta này. Khi mà có một cái trượng xanh ở trong cái bộ mét, đấy là có thể như nhà phát hành muốn biến cái bộ mét ấy thành một cái bộ siêu lết, đánh ở siêu lết game cơ. Chứ còn lúc đầu thì chắc là cũng sẽ phải là lấy những cái món đồ tím thôi. Đấy, sau đó thì chúng ta đến lết game chúng ta mới bắt đầu chuyển sang những cái món đồ cam. Nhưng mà tôi thì tôi thường là chơi mết đi anh em ạ. Thì từ trước đến nay ấy là cũng chưa bao giờ đổi đến cái món đồ cam đâu, thì đã hết game rồi anh em ạ. Thường thì đổi ba cái món đồ tím cầm vào là đã hết game rồi. Cùng lắm là thêm cái gậy hack thôi. Đấy. Chơi mết, chơi bắn trưởng nó nhanh lắm. Cũng chưa bao giờ mà đến được đến tận siêu lết game. Cái việc đánh đến siêu lết game thì rất khó. Và thường ấy, nếu mà đánh đến siêu lết game ấy thì tôi lại không lấy những cái món đồ bắn trưởng cơ. Nếu mà đã đến siêu lết game rồi thì chỉ có đồ đánh tay và phang thôi anh em ạ. Đồ đánh tay dồn cho rồng hay là dồn cho chuyển bài thôi. Chuyển bài dồn cho Lancer chả ạ. Kiểu nó là như thế. Đấy là cái từ trước đến nay là như thế. Còn bây giờ mà bảo là để mà đánh mết mà lấy cái đồ cam mà lấy cái trượng xanh giai đoạn lết game ấy thì tôi nghĩ là chắc là cũng chỉ để cho 5 đô thôi. 5 đô cầm như kiểu là Dash of Blitz ấy, kiểu thế thì nó mới mạnh được. Tôi dự đoán là như thế. Tức là siêu lết thì chúng ta vẫn đánh được kiểu là dồn đồ cho những cái con 5 đô thôi, hoặc là tướng đánh tay thôi anh em ạ. Rồi bây giờ tôi thử nhá. Tôi thử này, lấy đồ cam luôn này. Không có, thôi lấy bố xét. Đấy cũng không dễ gì mà coi như là ra được cái trượng xanh đâu. Thôi tôi sẽ lấy cái bố xét cho rồng luôn. Trận này thì nói chung ấy là tôi cũng xác định luôn là tí nữa là tôi chuyển về đánh tay nha anh em nhá. Vì trận này không chơi bắn trưởng ở đâu. Gặp Insectoid, rồi gặp gót đỏ. Anh em ạ, gót đỏ thì có du xoay thì bắn trưởng làm gì đâu. Cứ đánh tay mạnh mà phang thôi. Đấy. Rồi bây giờ lên 10 tôi sẽ kẹp thêm cái con sờ tôm Saman là được.
đủ tiền lên 10 tôi sẽ lên 10. Còn bây giờ cái tầm này tôi vẫn giữ được 47 máu là cũng ok rồi. Khá ok rồi đấy. Rồi. Gót đỏ ấy. Gót đỏ ca lông ạ. Kẹp đùm vào rồi bạn ơi. Đấy là lý do tại làm sao mà con Storm Shaman ấy nó 2 sao mà tôi chưa cho vào đấy anh em ạ. Bởi vì tôi cần con Doom để counter vào gót đỏ. Ok, đã có nhà ra đi rồi này, một phát hai nhà luôn. Ok bạn ơi. Trận này chắc chắn là lên được 11 rồi. Kiểu gì lên được 11 thôi. Giả sử nhưng mà chúng ta vẫn chơi được 5 dòng 9m thì sao? 5 dòng 9m nhưng mà dồn đồ đánh tay cho dòng. Được không? Nó cần phải chuyển không nhỉ? Chuyện này có thằng nó kẹp 4 cá vào này. Hunter Exit bộ đấy có vẻ đang hot bây giờ đấy. Tôi thấy là có anh em chơi khuya cũng đang làm bộ đấy. Hai ngày tôi không chơi tôi cũng sang anh em chơi khuya xem. Coi như là chơi qua màn ảnh nhỏ. Chơi game qua YouTube. Tôi thấy anh em chơi khuya chơi cái bộ Exit kẹp với cả cá với cả 6 cung ấy. Tôi thấy cái bộ đấy trông có vẻ là được ấy, khá là khỏe. Và tôi cũng chưa có cơ hội test. Đánh xong trận này tôi sẽ thử để xem là nó có khỏe không. Thực ra cái bộ đấy quan trọng nó phải ra là Hunter đầu game anh em ạ. Rồi để xem nào. Ây à. Càng ấy, càng ấy, càng ấy. Xem nào. Càng ấy. Shaman à, kẹp với God. Shaman này là cũng sợ này. Là thằng Shaman có khi thua. Shaman gấu. Để con Storm Shaman này chắc là cũng gỡ gỡ lại được một tí ấy. Được một chút xíu. Trên này tôi đang tính xem là có nên chuyển về cửa nai không. 6 cửa nai kẹp với cả 5 rồng. Đánh được ở level 11. 6 cửa nai 5 rồng. Sáu cửa nai 5 rồng chúng ta sẽ thừa một slot cho con rớt nha anh em nhé. Tức là sẽ có 3 mét nữa đấy. Ok, ok, khá là khỏe. Hai round nữa lên được 11 rồi. Lên được 11 là chúng ta có thể chơi cái bộ mà tôi vừa nói. Nhưng mà để xem là đối thủ như nào đã anh em nhé. Để xem đối thủ là ai đã. Có thể chúng ta lại không phải cái bộ đấy. Để xem đã. Có thể sẽ là 5 dòng 9m cũng được. Lên 11 rồi mà. Lên 11 thì chơi được. Round 29 rồi. Round sau chúng ta sẽ có một món đồ tím. Ok. Đây này. Cái thằng này nó kẹp 6 cá hả? À không không không, 4 cá, 6 cá kìa. 6 cá anh em ạ. Ui vậy đấy. 6 cá rồi nhá. 6 cá rồi, 6 cá rồi, 6 cá. Càng đấy, càng đấy, càng đấy. Càng đấy. Vẫn ăn được cơ mà. Bởi vì tôi lấy đồ đánh tay anh em ạ. Lấy sẵn đồ đánh tay rồi. Không sợ 6 cá. Cái trận nào ấy mà anh em nhìn truyền thuyết là có cái con Tsunami ấy thì anh em đừng bao giờ anh em lấy đồ bắn trưởng. Đấy. Kinh nghiệm là như thế. Chơi bắn trưởng nhưng mà lấy đồ đánh tay nha anh em nhé. Đừng có lấy đồ bắn trưởng. Khởi đầu khá tốt đẹp cái chứ nhỉ anh em nhỉ. Vào đầu meta oánh xuân sẻ thế này. Mặc dù đầu game là bài không có đỏ đâu nhá. Đầu game là bài hơi bị hẹo luôn đấy. Tưởng chừng như nó là sắp toang. Thật. Có những cái lúc mà màu nó tụt xuống thấp rồi mà mới chỉ có là round mười mấy thôi. Máu chỉ còn dưới 50 máu trong khi là đánh kiểu gọi là giữ máu đấy. Đấy lúc đấy là nhìn trông có vẻ khá toang. Với cả bước vào cái trận đấu này là tôi cũng có một cái không tự tin lắm về cái đội hình này. Bởi vì là con rồng ấy nó có cái sự thay đổi của con rồng 3 tiền. Tôi không tự tin lắm vào cái sức mạnh của bộ này. Ngày trước có con rồng 3 tiền nó khóa đam đánh tay. Lấy đũa thần thôi.
Ngày trước có cái con rồng 3 tiền, nó khóa tay của những cái con đánh tay co của đối thủ thì rất là ok, nó giảm dam của cái con co đánh tay tới 75%. Nhưng mà bây giờ thì cái con này nó không làm cái trò đấy nữa anh em ạ. Và cái việc mà nó không làm cái trò đấy ấy, nó sẽ dẫn tới là gì? Nó sẽ dẫn tới là cái hệ quả của nó là chúng ta sẽ bị những cái con mà Kira ấy, nó chọc nó rất là đau, mà chúng ta không có cách nào để có thể giảm dam được của nó cả. Chứ ngày xưa mà 5 dòng 9 mét thì không sợ mấy cái bộ Kira đâu. Mấy cái bộ Kira có cái con rồng này nó có thể nó sẽ dí cho cái con co của đối thủ không có đam luôn. Kể cả có Kira thì cũng giảm 75% đam rồi còn đâu, đúng không? Đấy, thế nên là nó lại phụ thuộc vào cái việc là cái con rồng ba đồ này nó thay đổi. Thì cái bộ này không biết là có đáng chơi không nữa. Nó sẽ có hai cái thay đổi, một là thay đổi về đồ bộ này, hay là thay đổi về cái skill của con rồng. Nó sẽ dẫn tới cái việc là giữa game chúng ta sẽ yếu hơn một chút. Đây rồi, Sama này. Ơ bạn ơi, ơ bạn ơi. Khó chịu nhở, khó chịu nhở. Khó chịu thế, khó chịu thế. Khó chịu thật. Cắt chuối của tôi luôn mà. Thằng này khó chịu đấy. Nhưng mà giữ được máu đúng không anh em? Đấy, lọt được một con à. Lọt một con à. Kèo này căng thẳng thật sự anh em ạ. Căng thẳng thật sự. Thực ra mình bước vào cái tâm lý thi đấu là chơi một cái đội hình mà nó không phải là mạnh ở giai đoạn này. Ở trong meta này thì đây nó chỉ là gọi là test thôi nha anh em nhá. Chứ còn cũng chưa biết là mạnh hay không đâu. Anh em đừng có nhìn thấy tôi chơi giữ máu tốt với cả tôi chơi chơi hay mà anh em nghĩ là nó khỏe nhá. Cái đấy còn phụ thuộc vào tùy người. Đấy. Tùy người xem là chơi như nào, phong đội hình ra sao, xả tiền như nào, rồi thì mua bài gì, bốc bài như nào. Nói chung là nó cũng tùy đấy anh em ạ. Đây chỉ là test thôi nha anh em nhá. Xin nhắc lại với anh em mấy điều đấy. Đây là test đội hình thôi. Rồi. Tiễn được chưa? Tiễn được chưa? Tiễn được chưa? Ok, thôi xong rồi đấy. Này thì gót đỏ này. Có nhà bắn trưởng mà lại chơi gót đỏ kết hợp với cá lông nhỉ? Hay là tiếc cái hai tia. Chắc tiếc cái hai tia rồi. Chứ còn nếu mà có cái nhà bắn trưởng này thì dồn đồ cho Du thì vẫn sống. Dồn đồ cho Du xoay thì chết làm sao được, đúng không anh em? Đấy, nhưng mà lại dồn đồ cho con cá lông thì là hỏng rồi. Mấy cái hộp sọ đẫm máu nhá anh em nhá. Cái bớt diệp tôi sẽ lấy sau. Bây giờ ấy là solo let game là phải solo là phải lấy bớt diệp đấy anh em ạ. Tôi xem qua một vài trận của các anh em bạn tôi chơi ấy, là tôi biết là cái bớt diệp nó sẽ là cái món đồ chấn phái luôn. Mà phải có meta này. Đấy, xin chia sẻ cho anh em cái điều đấy nhá. Nội dung này là được lấy từ cút tầm ăn tiền đấy, nên là anh em yên tâm. Nó là chuẩn đấy, tin chuẩn luôn đấy. Anh em dùng bất diệt thì anh em mới có thể solo lead game, anh em mới ăn được nhá. Không có bất diệt thì anh em thua. Meta này là meta solo đôi công anh em nhá. Lead game thằng nào có bất diệt thằng này thắng. Thế là nếu mà anh em đổi đồ cam ấy, anh em lúc nào ấy, anh em cũng sẽ phải chuẩn bị một cái bất diệt. Đấy. Rồi để xem nào. Có vẻ như là cái trận này đánh với cả 6 cá thì là chúng ta phải chuyển sang Witcher rồi anh em ạ. Được không anh em? Được đó chứ nhỉ? Thôi đánh 11 thôi anh em. Không lên được 12 đâu, đánh ở 11 được rồi. Đấy anh em thấy không? Trận này quá được luôn. Khởi đầu quá tốt đẹp luôn. Thế là mình cuối cùng là mình vẫn đánh hay ấy chứ. Mặc dù cả tuần nó chưa chơi. Cả tuần có lượn là tí nào đâu. Đấy, sang meta mới là cũng chập chững vô vòng meta mới mà thấy có vẻ như là chúng ta cái lý thuyết nó đã thành sự thật rồi. Đấy, cái lý thuyết nó vẫn là ổn nhá anh em nhá. Thực hành thì vẫn chuẩn chỉ luôn. Đấy, đánh xong rồi chuyển sang ngũ long hóa hình vẫn là vô địch thiên hạ. Rồi 6 cá thôi chịu. 6 cá là chịu thôi, 6 cá là chịu thôi anh em ạ. Nhưng mà tôi đã lấy đồ sẵn cho con rồng rồi nên là cũng sẽ không mất nhiều máu đâu. Chứ bình thường là lọt chắc lọt tất đấy. Nếu mà chúng ta lấy đồ bắn trưởng thì lọt tất rồi. Nhưng mà tôi lấy đồ đánh tay. Ok. Rồi lên 3 sao trâu thật đấy. Bắn nó không mất máu của nó luôn. Bắn nó mà không mất máu luôn mà anh em.
Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang dần dần nhé anh em nhé. Chuyển dần dần chứ không phải là chuyển một phát chuyển sang ngay đâu. Chuyển sang ngay khi mà chúng ta chưa tìm được những cái con bài ở trong cái bộ đấy ấy, là chúng ta là sốc ấy, sốc phản vệ luôn. chuyển mà nhanh quá là sốc luôn đấy nhá. Chuyển từ từ thôi thì còn giữ được máu. Thua thì thua thôi, nhưng mà chúng ta không thể chuyển nhanh nữa. Bao giờ roll đủ đội hình thì chúng ta mới chuyển được cơ. Hai wizard kẹp với cả ba con witcher, chưa có con nào cả anh em nhá. Toàn những cái con một tiền thôi, tìm sẽ rất khó. Bây giờ đưa con rớt lên được hai, hay là đưa con doom hay là con lick lên được hai, rồng lăm đô lên được hai thì cũng đưa luôn thôi. Ít ra chúng ta không bị cái hất tung của cái con Tsunami. Nó hất tung. Ok, búa bình minh. Giữ lại cái búa bình minh anh em nhá. Để tôi tính xem đổi cái đồ gì. Đổi lần này chắc là đồ cam thôi anh em ạ. Đổi như nào cho nó hợp lý nhỉ? Rồi. Đây rồi, lấy bất diệt anh em nhá. Anh em tin tôi đi. Anh em cứ xem rồi anh em biết là tại sao lại là cái bất diệt. Cái bất diệt nó quan trọng đến như nào. Cực kỳ quan trọng luôn. Trứng này, tôi sẽ nuôi con rồng 3 anh em nhá. Chỉ có con rồng mới ăn được đâu. Lancer bây giờ yếu lắm, không chơi đâu. Cái con Lancer này bây giờ bỏ qua luôn. Không thèm chơi luôn. Đấy. 6 cá đẩy nhanh lắm. Hàng trên nếu mà có không có rồng thì là toang rồi. Con rồng nó có đam nó mới clear được đấy. Có thêm bất diệt mới clear được. Thằng này đồ nó cũng thế giới cơ. Bắn nó không mất máu luôn. Cay thật. Đây rồi, tạm thời như này đã này. Form đội hình dần dần thôi, chuyển ra dần. Vẫn chưa con Witcher luôn anh em ạ. Vãi đái, hết tiền rồi này. Điêu nhờ. Giờ mới ra là con Tabu Witcher 1 sao ạ. Đúng là bắn vào tường nó không mất máu luôn kìa anh em kìa. Sợ thật. Bắn nó không mất máu luôn kìa. Khó nha. Mỗi ra mất 5 máu. Thôi hết tiền rồi, kiếm một Witcher đi nào. Đây rồi. Hay quá. Như này được không? Ok. Có khác không? 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 Có khác không nào? Có đấy. Có khác đấy. Có khác. Có khác. Ồ. Tại sao lại không? Tại sao lại không? Solo. Ôi giời ơi. Chuyển sang Witcher khác biệt luôn. Chuyển sang Witcher khác biệt luôn. Đánh level 11 rồi. Mặc dù trận này không có chú quỷ anh em ạ. Nhưng cái bộ này nó vẫn là solo siêu lết game. Là khỏe luôn. Hay quá đi mất thôi. Anh em thấy không? Được đấy nhờ, lật kèo rồi này. Bây giờ kiếm con rồng 3 thôi. Đây. Con này vào thay. Thay con Doom. Không biết có phải là chuẩn không nhỉ? Có chuẩn không nhỉ? Test một round luôn. Dù sao thì cũng không thể đi được đâu.
Ui ôi, không được rồi, không được rồi, không được rồi. Nhìn quả rồi vừa rồi là tôi biết là không được rồi. Thôi 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 thôi, thôi. Bỏ đi. Bỏ nó Shadow ra anh em ạ. Để con, chúng ta vẫn sẽ để cái con Tsunami nhá. Và vứt con Shadow đi. Bóp ạ. Rồi, vậy là kèo nó là 40. Và chúng ta đang ăn, chúng ta đang thắng anh em ạ. Lúc đầu định cho con Shadow vào để phụ đam ấy, nhưng mà không được, không được. Nó 6 cá nó nổ đau lắm. Nên là chúng ta cho Doom vào, chúng ta khống chế Doom vào con Tsunami của địch nha anh em nhé. Vào pha Doom vào Tsunami của địch luôn. Ăn quái không có chúa quỷ lâu đặt. Có chúa quỷ chắc chỉ mấy giây. Ok, lần này sẽ đổi một cái món đồ cam nữa. Gợi như ý à? Được. Tôi nghĩ tôi sẽ lấy cái gợi như ý anh em ạ. Vì đối thủ có cái Shadow Blade, là chúng ta lấy cái gợi như ý, nó là cái sự lựa chọn là hợp lý rồi anh em nhá. Lấy gợi như ý thôi. Rồi tôi sẽ đổi đồ cam. Ôi giời, đây rồi. Thế này thì không cần rồng ba nữa anh em nhá. Có gậy này là cái con rồng nó sẽ tự động lên 3 sao luôn. Ok. Được không? Được không? Vẫn ăn. Rồi và cái round này tôi sẽ lên được con rồng 3 này. Mua round mất 5 máu. Đối thủ sau round này là cũng sẽ ra đi thôi. Ok rồi nào. Mà việc quá phải run nhỉ. Bây giờ có run ra ấy, thì con rồng này nó cũng lên 3 sao rồi mà. Rồng này bây giờ là khác gì rồng 3 sao đâu. Có gậy xanh rồi chả cần run 3 sao nữa. Nó sẽ là Kalong 3. Ok. Rồi xong chưa, xong chưa. Này anh em nhìn này, con rồng này. Thấy chưa, rồng thần Lamech đến rồi. Rồng thần Lamech. Ui, đấm thấm chưa? Gần như là 4 phát là chết. Thấm chưa kìa? Thấm thật sự luôn đấy. Tớ còn bất diệt bạn ơi. Tớ còn bất diệt. Trời ơi. Quá căng. Đùa, thật sự là thế luôn. Vẫn mạnh anh em ạ. Hy vọng là sau clip này anh em sẽ có cái nhìn sơ qua về cái meta. Và trong các cái clip tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục làm về cái nhận định meta này anh em nhé. Những cái đội hình nào mới, những con tướng nào mới sẽ tiếp tục được gửi tới anh em trong những cái clip tiếp theo anh em nhá. Rồi, anh em thấy hay hãy để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Nếu anh em cảm thấy quá khó chịu khi mà gặp cái bộ Assassin Witcher ở trong rank, anh em có thể xem clip bên trái để tìm ra cách giải đáp nha anh em nhá. Assassin Witcher mà gặp bộ này thì chỉ còn là một cái tên thôi anh em ạ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để đến với một cái siêu phẩm ở trong tuần trước, Thích Khách Đại Chiến với một cái màn lật kèo mãn nhãn anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye. Tiếp theo. Bye bye.